không chỉ buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, mà các đối tượng này còn trang bị nhiều vũ khí nóng. Những trường hợp như vậy lại không phải là hiếm trong thời gian vừa qua. Sự liều lĩnh và manh động đó đang khiến cả xã hội phải lo lắng. Tuyến biên giới nước ta, những hình ảnh này không phải là hiếm. Ma túy và cả vũ khí nóng, khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Sự manh động, liều lĩnh của chúng khiến công tác phòng chống ma túy ngày càng gian nan. Các đối tượng cầm đầu thì chúng tôi phải xác định, một là về rõ lai lịch của đối tượng, hai là cái phương thức hoạt động của đối tượng cầm đầu, thứ ba là cái cách thức, phương thức giao hàng của đối tượng cầm đầu và thuê người vận chuyển, và phương thức thủ đoạn hoạt động của họ như thế nào. Phải thường xuyên bám nắm địa bàn, thu thập các cái thông tin, điều tra xác minh làm rõ các cái đối tượng, các cái đường dây, ổ nhóm. Thời gian qua, trên các tuyến biên giới, lực lượng chức năng đã triệt phá và phát hiện hàng trăm ký ma túy đá, hàng trăm bánh heroin cùng hàng ngàn viên ma túy tổng hợp. Càng đáng lo ngại hơn khi các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia vẫn đang lợi dụng triệt để các tuyến biên giới nước ta để dần dần biến Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế.